một mẫu sản phẩm sập ngồi được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất trên thị trường hiện nay. Đó chính là mẫu sập trơn chân quỳ dạ cá. Một mẫu sản phẩm không chỉ được các bác gái yêu thích mà tất cả các bác trai đều ưng ý với bộ sản phẩm này, bởi nó không cần đục chạm cầu kỳ nhưng vẫn tạo nên được sự khác biệt, lịch lãm và vô cùng đẳng cấp đến cho không gian nhà. Và với bộ sản phẩm này thì đang được cơ sở bên em làm là tứ diện, tạo nên một điểm nhấn khác biệt, đẳng cấp hơn các bác nhé. Và với một con siêu phẩm sập trơn chân quỳ gỗ gụ Lào đang được cơ sở bên em làm với kích thước là 1m80 x 2m20 ạ. Và điểm nổi bật để tạo nên sự đẳng cấp, cuốn hút, bắt mắt cho một bộ sản phẩm sập trơn chân quỳ dạ cá này, đó chính là phần dạ tiền đang được cơ sở bên em làm vô cùng là trùng và rộng, dày 10 phân và rộng là 50 phân các bác ạ. Phần chân đang được cơ sở bên em làm là vuông 24. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là chiều sâu là 2m, cực kỳ là rộng rãi và thoải mái luôn các bác nhé. Một bộ sập trơn tam diện kích thước 1m8 x 2m2, giá là 27 triệu ạ. Và bên cơ sở bên em sẽ hỗ trợ phần hoàn thiện và lắp đặt tận nhà cho mỗi gia đình nhà mình các bác nhé. Và các bác có nhu cầu mua sắm sập gỗ gụ Lào, bàn thờ, trường kỷ thì hãy liên hệ trực tiếp với ngay với em qua số hotline 0989 924 345 để được em Hương trực tiếp tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn nhé.